Cho các bạn, lịch sử sẽ nhắc lại rằng trận đấu này là tâm điểm chói sáng để nâng Ronaldo từ một chân sút vĩ đại lên thành huyền thoại vĩ đại trong bóng đá thế giới. Trận gặp Tây Ban Nha, Ronaldo là người đã đưa Bồ Đào Nha vượt lên đến 2 lần và cũng là cứu tinh khi sút thành công quả đá phạt, đòi lại một trận hòa hú vía cho đội đương kim vô địch châu Âu. 3 bàn thắng của Ronaldo đến từ chân phải, chân trái và một quả penalty ngay từ phút thứ 4 của trận đấu. Dường như là định mệnh, bàn thắng đến ngay từ phút thứ 4 tung lưới mà lộng, đến từ một cú đánh đầu. Không phải là một pha bật cao thần thánh như Euro 2016, mà đơn giản là một pha lách người đầy khôn khéo và kinh nghiệm, đánh đầu ở tầm thấp ngay trước mũi giày của đối phương. Bàn thắng ấy khiến cho tất cả vỡ òa, nhưng những gì diễn ra sau đấy mới đáng nói. Phút 40 của trận đấu, trong một pha tấn công có nét hiếm hoi của Bồ Đào Nha, cái chân trái của Ronaldo đã chọc một đường truyền như đặt cho tiền đạo đàn em Udet, cầu thủ mà Messi đang nặng nặc đòi Barca phải mua để đá cặp với anh cho bằng được. Ở tư thế cực kỳ thuận lợi, tiền đạo trẻ mới qua tuổi 21 tung một cú kết thúc quá hiền để cơ hội trôi qua đầy tiếc nuối. Pha bóng ấy, hình ảnh ấy, người ta thấy thấp thoáng hình bóng huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới, người Argentina, đó là Maradona. 28 năm trước, giữa một Argentina yếu ớt và đều rã, Maradona khi ấy cũng đã 30 tuổi, một mình phăm phăm kéo Argentina vào đến trận chung kết với Đức. Ngày ấy, đối thủ của Argentina ở vòng 1/8 là Brazil. Suốt 80 phút, Maradona cùng Argentina bị ép đến ngạt thở. Nhiều lúc, trước mắt cậu bé vàng và các đồng đội tưởng chừng như là một bức tường cao sừng sững, nhưng phút 80 ấy, mình Maradona cầm bóng băng xuống như gió, hút toàn bộ hàng hậu vệ của Brazil để rồi dùng nỗ lực cuối cùng của mình xoay người truyền bóng ra cho Caniggia sút tung lưới đối phương. Brazil đã vô hiệu hóa Maradona suốt 80 phút, nhưng Maradona chỉ cần có 6 giây để thay đổi tất cả. Pha bóng ở phút 40 ấy của Ronaldo, nếu như Guedes tận dụng thành công thì sẽ là một bước ngoặt chẳng khác gì 6 giây vinh quang mà Maradona đã tạo ra trên sân Dinis Avid ngày nào. Là bởi, dẫu cho Ronaldo đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước từ phút thứ 4, nhưng phần còn lại của hiệp đấu đầu tiên, Maroc đã thi đấu không chỉ quật cường mà còn tạo được một thế trận pressing đến nghẹt thở, khiến cho hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha chỉ trực chờ vỡ tan bởi những pha tấn công như sóng dồn. Trong sự rối bời ấy, Ronaldo vẫn cặm cụi lùi về đến tận vòng cấm địa của đội nhà để chắt chiu từng cú đá, để chắt chiu từng cú đánh đầu phá bóng, chắt chiu từng đường bóng từ giữa sân để rồi lăn lộn đau đớn với những cú truy cản ác ý của đối phương. Không ai có nhận ra một Ronaldo siêu sao ở Real Madrid trên sân là một Ronaldo truyền cảm hứng, một thủ lĩnh, một cánh chim đầu đàn đích thực. Trên sân, Nusiki, thủ thành Rui Pacheco đã bay lượn như David De Gea trong màu áo Man United, cản phá xuất thần những pha kết thúc sắc sảo như dao cạo, mạnh như cú đấm thôi sơn của Malok. Và mỗi lần lồm cồm bò dậy sau một pha cản phá thành công, người đầu tiên lao đến ôm chúc mừng, đập tay với Rui Pacheco chính là Ronaldo. Trong một ngày mà Malok xứng đáng với mọi lời ca ngợi vì lối đá giàu năng lượng, lại tràn căng sự hứng khởi và ý chí của mình, thì giữa một Bồ Đào Nha chỉ còn là cái bóng nhạt nhòa của nhà vô địch châu Âu 2 năm về trước, Ronaldo tìm được điều duy nhất của mình còn thiếu, một thủ lĩnh thực sự kéo đồng đội đến chiến thắng. Ở tuổi 33, CR7 có một màn tiến hóa cuối cùng để làm nên một cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Trong dòng bão, người ta tìm ra được vị thuyền trưởng tài năng nhất. Giữa chiến trận, người ta tìm được một chiến binh vĩ đại nhất. Giữa đấu trường World Cup, giải đấu đỉnh cao của bóng đá thế giới, người ta tìm được một Cristiano Ronaldo, huyền thoại vĩ đại nhất. Với bàn thắng ghi được ở trận đấu này, bàn thắng thứ 85 trong màu áo Bồ Đào Nha, Ronaldo chính thức phá kỷ lục của huyền thoại Puka với 84 pha lập công trong màu áo đội tuyển Hungary và trở thành chân sút ở châu Âu ghi nhiều bàn thắng nhất trong mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia. Cho các bạn, nếu đội tuyển Bồ Đào Nha nghĩ rằng Ronaldo có thể giải quyết hết mọi vấn đề, thì họ đã tự hại chính mình. Làm tất ăn cả, đó là một cụm từ mà nhiều cổ động viên sử dụng khi chứng kiến Ronaldo ghi hat-trick vào lưới Tây Ban Nha. Chưa kể đến một loạt tình huống truyền bóng cực hay của Ronaldo cho đồng đội. Nhưng đó là ký ức từ vài ngày trước, trong một giải đấu dồn dập như World Cup, người ta phải sớm trở lại mặt đất, sẵn sàng cho những trận đấu kế tiếp. Đúng là Ronaldo đang bùng nổ dữ dội, sự tỏa sáng của anh đã giúp cho Bồ Đào Nha sáng lên hy vọng tiến xa và thậm chí là giành chức vô địch. Song, nhìn vào thực tế, đội bóng áo bã trầu đang phụ thuộc quá nhiều vào CR7. Những nhân tố khác trên hàng công chưa cho thấy khả năng gánh vác trọng trách. Guedes còn quá non, Andrés Silva đã bị cún móng sau một mùa giải với Milan. Bernardo Silva khi thì rườm rà, lúc lại quá vội vàng. Còn Quaresma chịu gánh nặng quá lớn của tuổi tác. Nên nhớ rằng, các danh hiệu trong vài năm qua mà Ronaldo giành được luôn có sự sát cánh của những đồng đội xuất sắc.
Tại Euro 2016, khi CR7 không nổ súng, đã có Nani, Quaresma, lôi thân tài, Eder giải cứu cho Bồ Đào Nha. Mùa giải Champions League vừa qua, Ronaldo ghi bàn một mạch 10 trận nhưng kịt ngòi ở bán kết và chung kết. Các đồng đội không phục lòng CR7, Marcelo đã lập siêu phẩm trước Pea. Asensio và Marquez là hai cậu em thường lãnh nhiệm vụ tạt bóng cho Ronaldo, cùng nhau kẹp sập cùng xám ngay tại area. Lượt về bán kết và chung kết thuộc về Benzema và Rebane, hai mảnh ghép còn lại của bộ ba BBC này lẫy lừng lên tiếng khi mà Ronaldo bị chăm sóc quá kỹ. Quay trở lại World Cup 2018, hat-trick của CR7 thực ra mới chỉ giúp Bồ Đào Nha có được một điểm, họ vẫn phải quyết chiến với Maroc và Iran. Maroc được tổ chức tốt và trận thua ngày ra quân thực sự làm tai nạn. Huấn luyện viên Iran là Carlos Queiroz, một người Bồ Đào Nha và có nhiều năm làm thầy của Ronaldo. Nếu Ronaldo tiếp tục tỏa sáng, chẳng có lý do gì để nghi ngờ vào tấm vé vòng 1/8 cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, hãy đặt ra trường hợp CR7 trải qua một ngày kém phong độ hoặc kém may mắn, ai sẽ giúp Brazil châu Âu giải quyết được trận đấu? Huấn luyện viên Fernando Santos của Bồ Đào Nha chắc chắn cũng đang vắt óc suy nghĩ để giải bài toán này trước khi nghĩ đến những chuyện xa hơn. Còn đối với với khởi đầu World Cup 2018 bằng một trận hòa 3-3 với Bồ Đào Nha không phải là thảm họa đối với đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng nó cho thấy đội bóng xứ bò tót có rất nhiều vấn đề. De Gea là một vấn đề lớn, bên cạnh đó tâm lý của Tây Ban Nha chưa ổn định sau rắc rối liên quan đến huấn luyện viên Nuno Penegui, người bị sa thải vì đi đêm với Real Madrid. Theo chiều ngược lại, Iran vừa trải qua khoảnh khắc lịch sử khi giành chiến thắng 1-0 trước Maroc. Sự hưng phấn là điều đã làm đại diện của châu Á có thừa lúc này. Chưa kể đến huấn luyện viên Carlos Queiroz là người Bồ Đào Nha, từng dẫn dắt Bồ Đào Nha và từng là thầy của nhiều tuyển thủ trong đội hình hiện tại. Vậy nên, ông có những sự hiểu biết nhất định về đội bóng quê hương, qua đó giúp cho Iran hướng tới một kết quả tốt hơn nữa. Trong chia sẻ mới đây, huấn luyện viên Hierro đã tuyên bố sẽ giữ nguyên đội hình như trận Bồ Đào Nha. Có nghĩa, Nacho sẽ tiếp tục đá hậu vệ phải, bất chấp Dani Carvajal đã hoàn toàn bình phục chấn thương, trong khi Isco và David Silva hỗ trợ cho Diego Costa trên hàng công. Trận gặp Bồ Đào Nha, Diego Costa đã bị đau nhẹ nhưng nó không bị ảnh hưởng quá nhiều tới cơ hội ra sân của anh trước Iran. Trận thua các bạn, cựu tiền vệ Man United đã cảm thấy tiếc nuối với thất bại của Hàn Quốc và hy vọng thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ không sớm buông xuôi. Hàn Quốc khởi đầu World Cup 2018 không như mong đợi, dù thi đấu khá tốt trước Thụy Điển, nhưng đội bóng đến từ xứ sở kim chi đã không thể nào tạo nên được bất ngờ, nhận thất bại với tỷ số tối thiểu. Trận thua trước Thụy Điển khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong gặp muôn vàn khó khăn để hoàn thành mục tiêu cho tấm vé đi tiếp. Đối thủ của Hàn Quốc ở hai trận đối đầu tới là đương kim vô địch Đức cùng Mexico. Luôn theo dõi rất sát sao hành trình của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018, bộ đôi huấn luyện viên Park Hin-dit và cựu tiền vệ Park Ji-sung đã đưa ra những phân tích về trận thua cũng như cơ hội của đội bóng này. Chia sẻ trên SBS, cựu tiền vệ Man United đã cho hay: "Đây là một thất bại rất đáng tiếc, nhưng nếu bạn từ bỏ hai trận đấu còn lại, điều đó sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ hơn. Nó có thể mang đến một thảm họa thật sự." Cơ hội của tuyển Hàn Quốc nhỏ dần sau trận đấu với Thụy Điển, nhưng trong bóng đá mọi việc đều có thể xảy ra, điều đó càng khiến cho các bạn không được buông xuôi. Hàn Quốc thi đấu tốt và có những cầu thủ có thể tạo nên sự đột biến. Đối đầu với Đức và Mexico chưa bao giờ là một dễ dàng, nhưng hy vọng chúng ta sẽ có những kết quả thuận lợi. Về phía huấn luyện viên Huấn luyện viên, người từng giúp bóng đá Hàn Quốc có mặt ở bán kết World Cup 2002, đã phân tích trên Fox Sports: "Đội tuyển Hàn Quốc đã có những pha phản công rất xuất sắc vì họ sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu tốt trên hàng công. Dù vậy, ở khâu phòng ngự, họ lại không thể tạo ra sự ổn định. Mọi việc sụp đổ khi hậu vệ Park Seo-ho đã dính chấn thương phải rời sân. Khó khăn đang chờ đợi đội tuyển Hàn Quốc ở phía trước, nhưng họ sẽ phải nỗ lực nếu muốn tạo ra được một điều gì đó ở giải đấu năm nay." Ngày hôm qua, người hâm mộ bóng đá World Cup 2018 đã được chứng kiến một trận đấu mãn nhãn giữa đội tuyển Colombia và đội tuyển Nhật Bản. Carlos Sanchez không có lời bào chữa nào cho tấm thẻ đỏ của mình phải nhận trước Nhật Bản, nhưng đã bày tỏ tin tưởng rằng Colombia vẫn có thể vượt qua được vòng bảng. Tiền vệ Carlos Sanchez đã phải nhận thẻ đỏ ngay từ phút thứ 3 khi dùng tay ngăn chặn cú sút của Shinji Kagawa trong vòng cấm của Colombia. Đó cũng là một thẻ đỏ nhanh thứ nhì trong lịch sử World Cup. Sau trận đấu, Sanchez đã không nói chuyện với các phóng viên. Anh cũng không nhắc đến vụ việc khi bình luận trên kênh TV Global: "Chúng tôi đã thua một trận đấu, nhưng bây giờ chúng tôi phải hướng đến trận tiếp theo và tiếp tục ước mơ. Chúng tôi vẫn còn nguyên ước mơ khi chúng tôi tới đây. Chúng tôi đã bị chấn động, nhưng toàn đội vẫn ổn. Chúng tôi vẫn có một cơ hội tiến vào loạt lấp ao ở World Cup." Sanchez tiết lộ rằng các đồng đội không hề trách móc anh sau trận đấu. Tiền đạo Falcao đã từ chối bình luận về tấm thẻ đỏ của Sanchez.
Điều quan trọng là chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu nữa. Chúng tôi sẽ chơi 2 trận đấu đó như những trận chung kết. Còn tiền vệ James Rodriguez cũng lên tiếng bảo vệ người đồng đội sau sai lầm ngớ ngẩn. Tôi nghĩ những người khác cũng nên ngừng chỉ trích cậu ấy. Ai cũng có thể mắc sai lầm. Trong khi đó, huấn luyện viên của đội tuyển Colombia lại cho rằng Colombia có thể hướng tới những mặt tích cực sau trận đấu vừa qua. Ở mặt tích cực, chúng ta có thể thấy đội bóng đã vượt qua được nghịch cảnh và tìm được bàn gỡ hòa dù chúng tôi để mất một cầu thủ quan trọng. Đó là một phản ứng tốt tới từ toàn đội. Vào ngày hôm nay 20 tháng 6, vào lúc 19 giờ, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu kịch tính giữa Bồ Đào Nha và Maroc. Vào 22 giờ sẽ là Uruguay và Ả Rập Xê Út. Và 1 giờ rạng sáng ngày mai sẽ là Iran gặp Tây Ban Nha. Các bạn hãy cùng để lại những bình luận và dự đoán kết quả các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay từ phía góc nhìn của các bạn.